Đây, tôi quy tự lập và Lâm Block. Chào tất cả quý vị và mọi người và tiếp tục nơi thổ địa thần tài. Rồi thì bánh tay tuần đã đặt đồ đã xong và lên đường để mà tại lễ ngày thổ đi thần tài thì đã cho về tiền tài rực rỡ đấy. Thì trong thị xăm về sau bà đó ở miền Nam, sau bà rực rỡ tiền tài, miền Trung sau bà và trong lục thuốc đã cho về tiền tài 97 đó ở miền Nam, miền Bắc 97 rực rỡ tiền tài. Thì ai có tiền tài để mà tại lễ ngày thổ địa thần tài đã trao về tiền tài quấy lên thiền nơi thổ địa thần tài này, ngày nào cũng đem đến may mắn tiền tài tài lộc đó. Về sự tâm linh ở đây, thần tài thổ địa đem đến mỗi ngày nào cũng như thế, có tiền tài quấy lớn quá rực rỡ. Rồi thì ai có tiền tài để ủng hộ tại lễ trên màn hình đó, ở trên màn hình này để mà tại lễ cũng như ủng hộ chút kinh nghiệm tại lễ ngày thổ địa thần tài này. Rồi ngày nào cũng như thế đó, quê trời quê rực rỡ, quê lên tiền luôn. Thì bánh trái này tôi đã đặt đồ đã xong, thì tôi sẽ lên hương để tiếp tục khấn vái tại lễ ngày thổ địa thần tài này. Thì ai thiên tài để mà tại lễ ngày ủng hộ chúc thiên điện tại lễ. Rồi ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chữ đăng ký để theo dõi và chia sẻ vào Facebook hoặc Zalo. Tiếp tục một ngày mới thì thổ địa thần tài này rực rỡ may mắn tiền tài. Thì ở đây về tâm linh, xin về tâm linh thì ngày thổ địa hiển linh thì ngày mai ngày 25 tháng 9 đấy. Đó. Đêm về sự tâm linh. Nam mô Đại Phật, nhân ngày thổ địa liên quan, thượng nhiên tâm tả bàn quan, thọ chính giáo đạo cao đức trọng, 10 ngày thổ địa thần tài. Hôm nay để mình tự lễ chúc bánh trái này, thì ngày thổ địa hiển linh, thần tài hiển linh, rực rỡ ngày mai, ngày 25 tháng 9, Nam mô Đại Phật.
Rồi thì tôi sẽ xóc một thứ xăm này. Thì tôi đang cúng và đem cúng ngài thổ địa tài đã cho về tiền tài. Hồi chiều đấy đã về sáu hoa rực rỡ và 97 quay lên thiền đó. Thì bà con nào nhấp tay chia sẻ vào Facebook hoặc Zalo, có ai chưa đăng ký kênh thì nhấp vào chưa đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để theo dõi. Nam mô Đà Phật, nhân ngày thổ địa liên quan thượng nhân tâm thả bàn hoàng thọ chánh giáo đạo cao đức trọng, mời ngày thổ địa tài si vật chúng dân gian ấm lạnh có cơ hội để chứng nghi nghèo hay hay chúa đạo cũng đã hướng hướng trung chính ngài bôi sắc ta mai làm lánh lưới đức linh vô nhật đàn an thông phóng thánh thổ địa hiển linh và rực rỡ may mắn tiền tài. Ngày mai ngày 25 tháng 9 về trong thị xâm này may mắn tiền tài. Nam Trung Bắc đấy. Thì ai có tiền tài để em trở lệ đó thì đã cho vào tiền tài rực rỡ, thì ai có tiền tài để ủng hộ trở lệ chúc nhân đẹp cho ngài thổ địa tài này chúc bánh tay đây học tay cài. Rồi, thì đại sư thị xâm này đã mới rơi xuống dưới đất và đã lập ngữ lên, tiếp tục lập ngữ lên thì tiền tài đó chính là con số ở đó. Thị xâm này đang lập ngữ lên đã cho thấy rõ sự may mắn tiền tài của ngày 25 tháng 9. Thị xâm này đã lập ngữ lên rồi đấy, cũng như ngày hôm qua, thì ngày hôm qua thì cho 63 đấy. Thì ngày hôm nay thì xăm này cũng đã lọc nữa lần rồi. Và thì xăm này là con số gì mang đến may mắn tiền tài cho ngày 25 tháng 9 đó. Thì ai tiền tài đem tài lệ ngày thổ địa thần tài rực rỡ may mắn tiền tài. Đây là thì xăm may mắn đã lập cửa lên đấy. Rồi ai đang xem chia sẻ qua Facebook hoặc Zalo, ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi.
Chị đang xem chi chỉ vào Facebook học lộn. À, chị đang đi cơ thì nhắc vào chị đừng tiền. Thì sự linh thiêng, tiền tài rực rỡ ngày mai. Đây, đây là sự may mắn tiền tài 84 đó. 84 thì trong gia lộc thì xăm này, sự may mắn của ngày mai. Thì xăm này là 84. Miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Tám từ 48, 84 và 48 rất là tiền tài. Rồi, đây là thị sâm của ngày 25 tháng 9 đây. Đây. Thị sâm của ngày 25 tháng 9. Thì ai ở miền nào, miền Nam, miền Trung, miền Bắc, ai muốn tham khảo. Thì trong thị sâm này đã lật ngửa lên. Thì tiếp tục vào trong lục thuốc này thì ngày thổ địa hiển linh đó, thì ngày chiều đã cho về tiền tài rực rỡ 97 từ Nam chí Bắc đó. Rồi, thì ai hứa ở đây đó, ai hứa để ở đây để có tiền tài thì tờ lễ ngày.
Thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chữ đăng ký màu đỏ phía màn hình phía bên phải đây, ở góc phía bên phải, để mà nhấp vào và nhấp lên cái chuông để mình thông báo khi có video nó sẽ thông báo. Rồi thì trong lọc thuốc này hiển thị như thế nào thì một lát nữa, và để em soi rõ nét nhất trong lọc thuốc này. Thì ai chưa đăng ký anh nhấp vào chữ đăng ký để theo dõi và chia sẻ qua Facebook hoặc Zalo.
Rồi, hiện tại trong lọc thuốc này đã rõ nét đó. Đếm dòng trong lọc thuốc này hiển thị như thế nào của ngày 25 tháng 9. Và hiện tại thì trong đề đã rõ nét và đã rõ nét. Rồi anh hãy xem đi, chưa đăng ký kênh nhấn vào chữ đăng ký để theo dõi. Đã hiển thị ở số trước đây là số 3 này đấy, số 3 chính giữa là số 3 đấy. Đằng sau là số 7, hai số sau là 37. Ba số là 337 thì trong lục thuốc này 37 phía sau. Số 3 nè, số 7 nè. Ba mươi bảy rực rỡ tiền tài đó. Số ba nè, số ba nè, số bảy nè. Và anh xin chia sẻ vào Facebook hoặc Kilo. Ai chưa đăng ký kênh nhấn vào chữ đăng ký để theo dõi. Ba mươi bảy phía sau đấy, số ba này, số bảy này. Quá rõ nét, số 3, số 3, số 7. Thì trong lọc thuốc này hiển thị 37 ở phía sau. Đấy, 3, 3, 7.
Rồi, thì trong lọ thuốc này là 337 37 rực rỡ. Thì ngày nay tôi tôm đã soi trong lọc thuốc này đó, thì ăn thiên tài để em tài lệ ngày thổ điện tài trên màn hình để em ủng hộ tài lệ đó, hoặc dưới nhắn tin đều có để em ủng hộ tài lệ ngày thổ điện tài này. Thì ai chưa biết thì xem này để em xem lại. Rồi, chào tất cả quý vị và mọi người, chúc cho ngày mới thành công rực rỡ, may mắn tiền tài. Xin chào.